thưa anh. Giới thiệu các bạn con máy dập nắp bằng tay bán tự động. Bằng tay bán tự động tức là dập thì nó vẫn bằng tay, nhưng mà con này nó lắp thêm một cái mắt nhận và một cái motor kéo cuộn màng. Thì là thay vì cái con dập tay là dập xong mình lại phải tự căn chỉnh ống hoa văn, thì con này nó tự động căn chỉnh ống hoa văn vào nó đúng cái miệng cốc cho mình rồi, mình dập sẽ nhàn hơn thì con dập tay khác rất nhiều. Mình sẽ giới thiệu mọi người lắp cái cuộn màng này. Đấy, thì nó có một cái lô bằng giấy này, thì mình sẽ lắp vào cái này. Hai cái ốp cao mình sẽ lắp vào cái lô giấy. Cái đầu bánh răng này thì nó sẽ khớp vào cái đầu bánh răng này. Thì mọi người lưu ý đấy là ở đây nó có một cái đầu vuông và một cái đầu tròn, thì mình phải lắp cái đầu vuông vào đúng cái này. Còn nếu như mình lắp cái đầu tròn thì sau này mình sẽ có một cái kẹp, và cái kẹp nó sẽ vướng, nó sẽ không rơi được, nó sẽ không chạm được vào cái bánh răng này. Đây, mọi người lắp đúng như thế này. Lắp kẹp nữa. Đây. Đặt vào đây. Đấy, ok. Ok, mình bật máy thử này. Đấy, kéo được như thế là ok rồi. Bây giờ mình sẽ lắp lên mà vì nguyên bản nó có hai cái ốp màu vàng này, thì mình lắp vào hai cái ốp này thôi. Đây, mình sẽ cho một cái lò xo, sau đó làm một cái lăng đen và đút vào một cái đầu bất kỳ. Đấy, như thế này. Lý do đấy là mình phải đút cái lò xo ở bên này ấy, là bởi vì khi mà bản thân khi mình lắp hai cái cuộn màng này với nhau, thì hai cái này luôn luôn nó phải nằm, nếu mà các bạn nhìn thì nó luôn luôn phải nằm nó thẳng, còn nếu không thì sau này dập nó sẽ bị méo. Giả sử như mình muốn đẩy cái cuộn màng gốc sang đây thì mình chỉ cần bóp cái lò xo một tí thôi. Đấy, bóp cái hãm một tí là lò xo nó tự đẩy ra. Đấy, còn nếu mình muốn đẩy vào thì mình lại bóp cái kẹp này có thể đẩy vào được. Bóp cái kẹp có thể đẩy vào được. Đó, nó hơi nặng tí thôi. Đấy, như thế này. Để làm sao mà ngắm cho nó thật cân là được. Đấy, như thế này là mình đang đặt ngược. Đúng là phải đặt như thế này. Đấy. Ok. Như thế này thì mình phải đẩy lùi cái này sang đây một tí. Đấy, ok rồi. Thì mọi người lưu ý đấy là cái cuộn màng này của mình thì chỉ có một mặt là dập nó ăn thôi, còn một mặt thì nó là hoa văn. Ví dụ mặt này là mặt để dập ăn này, còn hoa văn của nó là như thế này cơ. Đấy, thì khi mà mình lắp ấy, mình đặt đúng cái cuộn màng nó như thế này thì nó mới dập được, chứ còn nếu như mình quay cái cuộn màng gốc sang bên này là dập nó không ăn tí nào luôn. Đấy, thì mọi người lưu ý nhé, cuộn màng gốc là nó phải nằm đúng như thế này. Bây giờ mình bắt đầu lắp. Đầu tiên là đút nó xuống cái lỗ đầu tiên, đút xuống cái rãnh đầu tiên, cái lỗ đầu tiên. Đấy, đi thẳng xuống như thế này, sau đó là nó sẽ phải đi lên trên cái thanh nhựa màu xanh, đi lên trên cái thanh nhựa màu xanh này. Đấy, ok. Dưới này cũng thế, nó sẽ phải đi qua cái thanh nhựa màu xanh, lồng vào trong của cái mắt nhận này, vào trong của cái khe của cái mắt nhận, trong của khe mắt nhận, và nó sẽ nằm như thế này. Đó, nó nằm như thế này. Mọi người lấy băng dính để cố định nó lại. Rồi, ok. Trong cái quá trình lắp đặt thì mọi người chỉ có lưu ý đấy là cái con này như mình đã vừa nói thì nó đã rất là hiện đại hơn rồi. Nó có một cái mắt nhận, như thế này. Khi mà cái điểm đen nó trùng vào đúng cái mắt nhận thì cái đèn đỏ nó sáng lên, còn nếu như cái điểm đen nó đi qua cái mắt nhận, ví dụ đi qua mắt nhận này, đèn đỏ nó tắt, vậy là cái mắt nhận này chuẩn rồi. Còn nếu như mình vừa lắp cái cuộn màng vào và các bạn thử là cái điểm đen nó rơi vào cái mắt nhận nhưng mà nó không có cái đèn đỏ nó sáng lên, thì lý do đấy là cái điểm đen này nó đang hơi mờ,
người ta in lỗi hoặc là có cái màu khác không phải là màu đen thì mọi người sẽ chỉnh lại cái đấy. Đây, nguyên bản cái tô vít của máy đi kèm theo nó sẽ như thế này. Cách chỉnh mắt nhận thì các bạn bỏ cái màn ra khỏi cái mắt, dùng tô vít vặn ngược chiều kim đồng hồ đến khi cái đèn đỏ nó sáng lên thì dừng lại luôn. Ok, dừng lại luôn. Sau đó bạn vặn cùng chiều kim đồng hồ đến khi cái đèn đỏ nó vừa tắt đi phát dừng lại luôn. Đấy là cái điểm mà để cho cái độ sáng của cái mắt nhận là tối nhất và nó sẽ thích hợp với mọi loại màn. Đấy, ok, như vậy là ok rồi. Đấy, okay rồi. Về phía bên này thì nhiệt độ thường thường của mọi người dập cái cốc PP ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 155 đến 165 độ. Bây giờ mình giả sử mình tắt đi, mình bật lại thì cái cuộn màng này nó sẽ bắt đầu nó quay, màng nó quay. Cái này mình sẽ làm lỏng một tí là nó sẽ chuẩn. Ok, đây để mình làm lại. Mình làm lại mình. Cái này nó có, cái máy này nó có một cái hay đấy là khi mà các bạn bật lên ấy thì nó sẽ tự động quay, bạn chưa cho cốc vào thì nó tự động quay đến cái hoa văn, nó đã dừng ở cái điểm hoa văn đầu tiên kia rồi. Nó dừng ở cái điểm hoa văn đầu tiên rồi. Và khi mà bạn đợi đủ nhiệt độ, bạn chỉ cần cầm cái cần dập, quên chưa lắp cần. Cần dập một phát là được luôn. Bây giờ mình tắt đi, mình bật lại. Đấy, thì bắt đầu nó tự động nó quay đến trước cái hoa văn nó phát, nó dừng cái hoa văn nó đúng cái cốc luôn. Bây giờ nhiệt độ thì khi mà ban đầu mình cài đặt ấy thì cái đèn vàng nó hiện lên chứng tỏ là nhiệt độ chưa đủ. Khi nào nhiệt độ đủ rồi thì nó sẽ chuyển sang cái đèn đỏ. Đấy, khi nào nhiệt độ đủ lên thì nó sẽ chuyển sang cái đèn đỏ, thì các bạn đợi nó chuyển sang đèn đỏ thì hãng dập. Lúc đấy thì nó mới ăn. Đấy, ở đi kèm với lại cái máy thì nó có một cái khong 90. Một cái khong 90 này, nguyên bản cái đường kính của miệng của cái khay này thì nó là 9,5 cm, thì mọi loại cốc gần như là vừa hết. Còn nếu như các bạn muốn dập cái cốc mà Royalty hoa quả hoặc là dập cốc giấy thì các bạn phải thêm một khong nhựa. Máy mới lúc nào cũng đi thêm một cái khong nhôm. Thì lúc nào nó cũng đi thêm một cái khong này. Bây giờ nhiệt độ nó đủ rồi, mình sẽ dập thử một cái cốc để xem là nó sẽ lệch như thế nào, để mình biết đường mình chỉnh. Dập cốc như thế này, các bạn đẩy vào, chỉ cần cầm cần dập thôi. Đấy, chỉ còn không cần giữ luôn. Đấy, dập xong một phát nó tự động nó quay cái cuộn màng, rơi vào đúng hoa văn chờ đấy luôn. Đấy, cốc của mình như thế này là quá căng mịn, quá đẹp rồi. Cho nên là mình không phải chỉnh lại cái gì cả. Giả sử như trong trường hợp mà cái hoa văn của các bạn mà nó bị lệch trái hay là lệch phải thì các bạn chỉ cần là tháo cái hãm này ra và đẩy cái cuộn màng này của mình sang trái hoặc sang phải một tí thôi. Đẩy rất là dễ. Tháo cái hãm này ra và đẩy nó sang bên này hoặc đẩy nó sang bên này. Thế thôi. Đấy, thế là hết rồi.